Chung Lệ Đề bị nghi mang thai lần thứ tư ở tuổi 51, chịu áp lực lớn từ mẹ chồng vì chưa sinh được con. Trang 163 đưa tin, nữ diễn viên Chung Lệ Đề đang là tâm điểm bàn luận của cư dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên chồng trẻ lên trang cá nhân. Theo đó, cô xuất hiện tại một rạp chiếu phim cùng chồng là tài tử Trương Luân Thạc. Nam diễn viên Trần Hạo Dân cũng có mặt ở đó và cả ba đã chụp ảnh thân thiết cùng nhau. Khi có người hâm mộ muốn chụp ảnh cùng vợ, Trương Luân Thạc đã đảm nhiệm phó nháy. Điều này cho thấy cặp đôi vẫn rất tình cảm sau nhiều năm chung sống. Sau khi bức ảnh được Chung Lệ Đề chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng vào bình luận và khen ngợi nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, một số người tin mắt đã chỉ ra phần bụng của Chung Lệ Đề nhô ra và đặt nghi vấn cô đang mang bầu lần thứ tư với Trương Luân Thạc. Kết hôn từ năm 2016, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc từng bị hai bên gia đình phản đối. Ban đầu, mẹ Trương Luân Thạc không chấp nhận Chung Lệ Đề vì cô lớn hơn anh 12 tuổi, lại qua hai đời chồng và có ba con gái riêng. Tuy nhiên, chính nữ diễn viên đã dùng tình cảm chân thành của mình đã làm thay đổi quan điểm của mẹ chồng. Sau hơn 4 năm kết hôn, vợ chồng nữ diễn viên áp dụng nhiều phương pháp để mang thai nhưng vẫn chưa thành công. Cặp sao cũng đã thử cả phương pháp thụ tinh nhân tạo, nhưng vì sức khỏe của nữ diễn viên lúc đó không tốt nên đã bị gác lại. Trong chương trình Bà Hòa Mama của kênh truyền hình Mango TV Trung Quốc, Chung Lệ Đề chia sẻ với mẹ chồng về việc cô khó có con do tuổi đã lớn và dường như mọi nỗ lực mang thai đều chưa mang lại kết quả. Cô hỏi mẹ cảm nhận thế nào nếu như việc kiếm con của cô là vô vọng. Sau khi nghe những lời của con dâu, mẹ Trương Luân Thạc thẳng thắn nói, cảm thấy tiếc, cảm thấy trong lòng không vui. Điều này lý giải tại sao cư dân mạng thỉnh thoảng lại bắt gặp vợ chồng Chung Lệ Đề mặc giản dị xuất hiện ở núi Phổ Đà ở Chiết Giang, Trung Quốc để cầu sinh con. Có thể thấy, cả hai rất muốn có con chung sau khi kết hôn. Chung Lệ Đề hiện cũng đang ở trong tình trạng sức khỏe rất tốt. Sau khi tin đồn Chung Lệ Đề đang mang bầu lần thứ tư được chia sẻ, rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới vợ chồng cô. Phía nữ diễn viên ngay sau đó có phản hồi nhưng cũng không phủ nhận tin muốn có con. Hiện Chung Lệ Đề đã 51 tuổi. Dù cả hai chịu nhiều áp lực về việc tuổi tác và con cái, nhưng nữ diễn viên vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được chồng thông cảm sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada. Cô có bố là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Từ nhỏ, cô đã có mơ ước trở thành một người dẫn chương trình hoặc làm phát thanh viên. Cuộc đời của Chung Lệ Đề đã thay đổi khi cô chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa năm 1993 và quyết định tới Hồng Kông, bước chân vào làng giải trí đầy ánh hào quang chói lọi. Sau khi đăng quang Hoa hậu, cô thuận lợi dấn thân showbiz Hoa ngữ với hình tượng sexy táo bạo. Ở thời đỉnh cao trong sự nghiệp, Chung Lệ Đề còn được hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng nhất màn ảnh như Thành Long, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt. Cuộc sống của Chung Lệ Đề quá hoàn hảo trong mắt mọi người khi có mọi thứ mà người ta thường mong muốn, đó là nhan sắc hoàn mỹ, giàu có, sự nổi tiếng. Năm 2016, cô có gặp và kết hôn với Trương Luân Thạc. Thời điểm công khai chuyện tình của mình, mỹ nhân gốc Việt gặp không ít tranh cãi. Rất nhiều lời chúc mừng gửi đến cặp đôi. Tuy nhiên, cũng không ít lời dèm pha bởi Trương Luân Thạc kém Chung Lệ Đề đến 12 tuổi. Thậm chí, gia đình của đàn trai cũng thừa nhận họ không ưa cô con dâu đã hai đời chồng và có tới ba con riêng. Nữ diễn viên thừa nhận, nửa năm qua, tôi mới hiểu nỗi vất vả của những người ao ước được làm mẹ. Nhiều người nói tôi mập ra, già đi. Với tôi bây giờ, già hay xấu cũng được, chỉ mong sớm có em bé. Cô chấp nhận thụ tinh trong ống nghiệm để có thể thực hiện mơ ước nhỏ nhoi là sinh cho Trương Luân Thạc một cậu con trai kháu khỉnh. Bởi chỉ có như vậy, vợ chồng mới có thể gắn kết với nhau dài lâu, cô cho biết.